Chào các bạn ha, đây là quán cà phê Tây Xoài bạn buổi chiều. Quán này rất là đẹp, bây giờ mình quay cho tất cả các bạn xem ha. À, quán rất là đẹp, cốc mình cốc là gỗ rất là đẹp ha. Bây giờ mình qua vô bên trong ha. Trong quán cà phê này rất là em tên gì em? Huy ha, Huy là lễ tân của quán Cây Xoài đúng không? Quán này cũng lâu rồi chứ em? Nguyên đẹp ha. À, anh cũng hay uống nhưng mà anh cũng gần nhà đây nè. À, chúc em một ngày tốt lành nha, chúc em sức khỏe, công việc, cuộc sống tốt đẹp nha. Có gì lên kênh Cuộc Sống Muôn Màu xem nha. Xung quanh đó là Phật Di Lặc, tượng Phật Di Lặc rất là đẹp. Các anh nhận nhân điều khắc các cái gỗ bằng Phật Di Lặc rất là đẹp ha. À, quán này thì khuôn viên nó cũng không rộng lắm và cũng không đẹp lắm. À, như là các cái em bé đang chơi chơi ngô đùa bên cái khu viên của hồ. Chào các bạn ha. Buổi sáng hôm nay thứ bảy thì mẹ của cậu con trai này là đã cho hai cha con đi ăn sáng rồi ha. Bây giờ hai cha con ra ngồi ở quán cà phê uống cà phê. Và hai cha con đọc sách, mình thì đọc cái sách này, chúng ta đọc sách gì nhớ về nhà chẳng là đây sách gì con mình nói là mình còn về em muốn mỗi chữ như vậy hay không con? Sách này hay không? Hay. Nói về vũ trụ ha, mặt trăng sao hỏa ha. Bây giờ bà hỏi người ta nha, người ta có biết là vì sao chúng ta phải đọc sách đâu con trai? À, có nhiều nhà bác học trên tức là các nhà bác học và những người khoa học thì đọc sách quá nhiều đúng không con trai? Mình phải học liên tục ha, đọc sách liên tục ha. Hôm nay biết ông Đắc Huy nhiều, bây giờ ta kể cho bà nghe ông Đắc Huy ông học như thế nào và cô gái ông nói sao. Bác học thì không ngừng học, bác học vẫn cứ học đúng không? Cho nên con trai ba phải còn học nỗ lực không ngừng đúng không? Còn ba cũng học đúng không? Trai chúng ba con ba đã hôm nay trai biết làm đề vui không? Trai đọc thấy hay không? Nhận trai nói cho ba xem là ai lên mặt trăng năm mấy, trai biết không? Hay quá à. Đấy, nên nói mặt trăng sao hỏa hả? À, còn cái sách thứ hai của trai đọc thì ba xem coi. Đâu giữa lên mình xem coi. Kho báu tầng giới biển đây cũng hay ha, hay không? Rồi. Rồi con đọc với con có thích về về vũ trụ thiên văn không? À, tôi thích về vũ trụ thiên văn. Con đọc quá đó là con có tưởng tượng không? Hồi nãy ba thấy như là con trai đánh dấu nó là liên xô cũ nói về vũ trụ không? Hay không trai? À,
trai đọc sách là trai thấy mình thấy là tâm trí mình tốt không? Con thích đọc sách không? À, con trai uống cà phê với ba, con trai thích không? Như vậy là nếu mà con trai mà muốn ba yêu thương con trai thì con trai làm gì? Ba mẹ vui là khi con làm gì con trai nói là xem thôi. À, giỏi vậy, ngứa mà, cho thân nhà bác học không ạ? Ở quán là có một cái hồ nước nó cuốn lên rất là đẹp. Hai bên là người ta uống cà phê, quán là cô đi quán này cũng rất là rộng ha. À, rất là đẹp. Nếu mà chúng ta ra quán này uống cà phê và đọc sở, chúng ta đọc sách, làm việc trước cũng rất là tốt. Ra chỉ giữa mình là uống cà phê và uống cà phê ha. Như các bạn biết là người ta nghiên cứu rằng đấy thì uống cà phê, nếu mà uống cà phê thì chắc là rất là tốt, bởi vì nó cũng tốt. Mình uống cà phê thì nó nguyên chất thì nó có thể cải thiện trí nhớ rất là tốt, và đồng thời nó cũng chống được một số bệnh tật ha. À, người ta nghiên cứu ví dụ hai người uống cà phê và uống điều độ là đang xét cái cạnh nguyên chất của nhà thì uống cà phê khiến trí nhớ nó tốt hơn, còn uống cà phê thì có thể lú lọc trí nhớ nó giảm hơn. Uống cà phê có thể là bổ chữa được huyết áp tim mạch luôn. Uống cà phê thì nó có thể là có chất chống lão hóa. Uống cà phê thì có chất chống lão hóa, chống ung thư luôn. Nói chung là uống cà phê tốt, nhưng mà ở đây mình nói là cái cà phê là cái khía cạnh là nguyên chất là trong sạch đó. Chứ uống cà phê mà nguyên chất độc hại là nó có tốt đúng không ta? Lâu lâu mình ra quán thì mình uống ly hay ly thì nó gì là bài tiết tốt ha. Trai giới thiệu mình, trai tên gì ha? Tôi tên Hải Lệ, lớp 37
rồi, con trai sinh năm mấy, con trai biết không? Năm nay bao nhiêu tuổi? À, con học trường Lê Quý Đôn ha. Con có biết là Lê Quý Đôn là ai không? À, con là Lê Quý Đôn là cổ bản nhãn. Lê Quý Đôn cổ bản nhãn, thống thế kỷ 18. Ông sinh năm 1726, mất năm 1784 ha. Ông là được gọi là nhà bác học của Việt Nam ha. Như vậy là con trai học cái trường của ông nhà bác học Lê Quý Đôn mà con trai tự hào không? Cố gắng thông minh học giỏi như ông Lê Quý Đôn nha. Ông Lê Quý Đôn nhỏ là thằng đồng đó con biết không? Thằng đồng, học giỏi. Như vậy con học Lê Quý Đôn cũng phải nhắc nhở con là Lê Quý Đôn là ai để cố gắng phấn đấu học hành trở lên nha. Bắt tay rồi. Oh yeah 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 yeah. Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Cuộc Sống Muôn Màu. Để có được những video mới nhất, các bạn hãy đăng ký kênh, like hoặc chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chúc các bạn